Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Môi giới chuyển tiền Nam Bắc Hàn đặt cược cả mạng sống. Ngày 30 tháng Giêng, BBC Tiếng Việt đăng tải phóng sự người đào thoát Bắc Hàn gửi tiền về nước, ly kỳ hơn phim gián điệp. BBC dẫn lời ông Wang Chi một môi giới người Hàn Quốc, đã giúp những người đào tẩu khỏi Bắc Hàn gửi tiền về quê trong hơn một thập kỷ qua cho biết. Nó giống như phim gián điệp vậy và mọi người đều phải đặt cược mạng sống của mình. BBC cho biết hiện nay với việc cả hai miền Bắc và Nam Triều đều truy quét mạnh tay, việc chuyển kiều hối từ miền Nam sang miền Bắc đang ngày càng trở nên rủi ro hơn. Theo BBC, từ năm 2020, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tăng cường trấn áp các nhà môi giới để ngăn dòng tiền và hệ ý thức và văn hóa phản động từ Hàn Quốc. Và đây là hình phóng sự trên BBC. BBC dẫn lời bà Cho Soo-jin. Vợ ông Quang cũng là một người môi giới đánh giá. Số người làm môi giới ở Bắc Hàn đã sụt giảm hơn 70% so với vài năm trước. Đồng thời, BBC cho biết Hàn Quốc cũng cấm các hình thức chuyển tiền như vậy, dù trong quá khứ chính quyền hầu như nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, hiện tại, Hàn Quốc muốn việc chuyển tiền đến Bắc Hàn phải được thực hiện thông qua ngân hàng hợp pháp. Nhưng theo lời ông Quang, không có tổ chức nào có thể nhận tiền ở Bắc Hàn một cách hợp pháp vì về mặt kỹ thuật, Hai miền Bắc Nam vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Quy trình chuyển tiền từ Nam Hàn sang Bắc Hàn được BBC mô tả: điện thoại nhập lậu từ Trung Quốc cho phép những người đào tẩu ở miền Nam liên lạc với gia đình của họ ở miền Bắc. Các nhà môi giới ở Bắc Hàn là những người thực hiện cuộc gọi. Họ phải đi quãng đường dài đến các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc và truy cập lậu vào mạng viễn thông Trung Quốc. Thậm chí họ phải leo lên núi để sắp xếp các cuộc gọi như vậy và đây là hình vợ chồng môi giới chuyển tiền, Quan Si Trung bên trái và Cho Su Jin bên phải. Các cuộc trò chuyện phải diễn ra nhanh gọn để tránh bị bộ an ninh theo dõi. Sau khi thống nhất số tiền chuyển và khoản hoa hồng cho môi giới, người đào tẩu ở miền Nam sẽ gửi tiền vào tài khoản Trung Quốc thông qua các nhà môi giới ở Hàn Quốc. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì Trung Quốc cũng đang giám sát chặt chẽ dòng ngoại tệ. Tiền kiều hối từ Nam Hàn đôi khi được ngụy trang dưới dạng giao dịch giữa các công ty thương mại Trung Quốc và Bắc Hàn. Sau đó, một số người chuyển phát ở Bắc Hàn sẽ giao tiền tới tay các gia đình. Sau khi giao tiền, môi giới sẽ nhận được 50% tiền hoa hồng. Tất cả những người môi giới ở Nam, Bắc Hàn và cả Trung Quốc đều sử dụng bí danh và dùng các ký tự mã hóa để liên lạc, trao đổi thông tin. Môi giới ở Bắc Hàn nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Nếu bị nghi là gián điệp thì sẽ bị chuyển đến những trại giam chính trị hạ khắc, khét tiếng, nơi người ta tin tưởng rằng hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng. Ông quan kể, thậm chí có những gia đình từ chối nhận tiền vì họ sợ có thể là cài bẫy do an ninh dăng ra. Và đây là hình một người bắt hàng, đếm số tiền nhận được từ người môi giới. Bà Châu cho biết, một số người đào tẩu đã bỏ cha mẹ, con cái ở lại. Họ chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng gia đình họ ở Bắc Hàn sẽ sống sót để một ngày nào đó có thể đoàn tụ. Bà nói rằng 1 triệu won đủ để nuôi một gia đình 3 người trong một năm ở, ở miền Bắc. BBC dẫn lời luật sư Park won Yun, người đã hỗ trợ pháp lý cho những người đào tẩu tin rằng sự hăng hái quá độ có thể là một yếu tố khiến Nam Hàn truy quét những người môi giới chuyển tiền. Ông Quang tin rằng số tiền gửi từ những người đào tẩu không chỉ là tiền và đó là cách duy nhất để lật đổ Bắc Hàn mà không cần chiến đấu. Cùng với tiền, nó còn đi kèm tin tức miền Nam thịnh vượng và giàu có. Đó là điều mà Kim Jong-un lo sợ. BBC dẫn lời ông Kim, một người bắt hàng đào thoát, tin rằng những người như ông sẽ không ngừng gửi tiền về cho người thân ở quê nhà, dù chính quyền cả hai bên đều muốn ngăn cản họ. Ông nói rằng mình sẽ tự đến Trung Quốc để chuyển tiền nếu cần thiết. Ông đang tiết kiệm hết mức có thể để có thể gửi 4 triệu won cho vợ và hai con trai ở miền Bắc mỗi năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Môi giới chuyển tiền Nam Bắc Hàn đặt cược cả mạng sống. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt đang nghèo đi với tốc độ quá nhanh. Ngày 29 tháng Giêng, Facebooker Nhật Hoài có một status trên trang cá nhân của mình với tựa đề Người Việt đang nghèo đi với tốc độ quá nhanh. Nội dung như sau, tuần rồi mình đi siêu thị, 1 triệu đồng chỉ mua được nửa chiếc xe đẩy, trong khi cách đây tầm 5 năm thì nhiêu đó tiền có thể chất đầy xe. Thực phẩm cơ bản như thịt, cá, rau, trứng quá đắt đỏ, ra chợ mua có thể rẻ bằng phân nửa, phần ba nhưng không rõ nguồn gốc. Hôm bữa đặt ráp cho thằng em xuống nhà bè 22 cây số giá 101.000 mình hỏi chú ráp được chia bao nhiêu chú nói là 72.000 đồng Trừ đi tiền xăng với hao mòn xe chắc còn 62.000 đồng mình gửi thêm 50.000 đồng nói là con gửi chú tô phở sáng nay làm tô phở tái nạm viên 70.000 đồng trà đá khăn lạnh nữa là 80.000 đồng ăn ngon lành xong mới nhớ tiền mình cho chú không đủ trả tô phở này nữa tự nhiên thấy nhục ghê và đây là hình tế tệch trên trang facebook nhật hoài không quá bi quan khi nói trong vài chục năm nữa người việt phải vác bao tải tiền đi mua thực phẩm để thoát khỏi tình thế ngặt nghèo này chỉ có hai cách tăng thu nhập và lưu trữ tiền làm ra dưới dạng tài sản giữ được giá trị hoặc tăng giá theo thời gian về tăng thu nhập người việt tin rằng có một công việc ổn định là an toàn nhưng theo mình đó là hình thức rủi ro nhất để kiếm tiền khi nền kinh tế khó khăn công ty làm ăn không tốt bạn sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ khi bạn nằm ở phía bên kia của bản cân đối kế toán hãy xây dựng nhiều nguồn thu nhập khác bạn làm marketing hoặc media có thể xây kênh youtube làm it có thể viết app bán trên app store làm content có thể viết và dịch sách dùng tài năng của mình để cung cấp một dịch vụ nào đó và tự trao đổi bản thân để mình có giá trị hơn Đừng hy vọng cống hiến hết mình cho một công ty nào đó vì họ sẵn sàng đuổi bạn khi cần. Về tài sản giữ giá trị, theo mức rủi ro tăng dần có vàng, chứng khoán, đất, bitcoin, mình xếp đất có rủi ro cao hơn chứng khoán vì thanh khoản thấp. Bitcoin có rủi ro cao nhất nhưng là tài sản có tốc độ tăng trưởng kép hàng hàng năm cao nhất và thanh khoản cũng cực cao nên nó xứng đáng 10% trong danh mục của bạn. Đừng mua altcoin tiền thay thế thông thường là ngoại tệ vì 99% anh coi là rác. Và nên nhớ, trading là giao dịch, không phải đầu tư. Thật hài hước khi người ta cứ ghi đầu tư Forex. Đôi lời nhắn nhủ không phải lời khuyên đầu tư. Và đây là hình một siêu thị ở Sài Gòn. Những lời tâm sự của Facebook cơ nhật hoài phản ánh đúng thực tế đang xảy ra ở Việt Nam. Nền kinh tế suy thoái và lạm phát tăng cao đã đẩy cuộc sống người dân vào khó khăn sau khi trải qua nhiều biến cố lịch sử như chiến tranh biến động chính trị biến động về kinh tế xã hội đã khiến nhiều gia đình mất đi toàn bộ tài sản tích lũy gần như cả cuộc đời của họ người việt có tâm lý muốn ổn định yên phận bằng cách tìm một công việc làm công ăn lương trong một cơ quan nhà nước hoặc một công ty lớn họ hy vọng dù không giàu có nhưng có thể có được một cuộc sống ổn định không phải gánh chịu thăng trầm tuy nhiên điều này không thực tế một khi doanh nghiệp gặp khó khăn, họ sẽ thẳng tay sa thải nhân viên. Điều này đã được chứng minh khi số người thất nghiệp trong năm 2023 đã lên đến hơn 1 triệu người, không chỉ công nhân mà cả nhân viên văn phòng, hành chính cũng bị sa thải hoặc giảm lương. Kể cả công chức nhà nước khi khó khăn hoặc thay đổi chính sách cũng có thể bị sa thải. Nói vậy để thấy, dù bạn không quan tâm chính trị, dù chính trị là một phạm trù mơ hồ xa vời với bạn thì nó vẫn đang ảnh hưởng từng ngày đến chính nội cơm của nhà bạn. Bởi chính sách của nhà nước, việc đấu đá phe phái ở thượng tầng chính trị, cơ cấu tổ chức hệ thống quyền lực, những khái niệm tưởng chừng không liên quan đối với một người công nhân hay một cô nhân viên văn phòng. Nhưng vì những điều này ảnh hưởng đến sự thăng trầm của nền kinh tế, nên cũng gián tiếp quyết định đến giá cả của tô phở hay vị trứng gà. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin người Việt đang nghèo đi với tốc độ quá nhanh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.